Chúng ta nhiệt liệt quan anh chung. Hôm nay phát quà thì có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thị Kiều Tiên thay mặt cho Ủy ban Nhân dân xã. Tôi là chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam đi xin xã Thành Phong cùng các đồng chí trong cái hội thì báo cáo với bà con là Thành Phong là một vùng căn cứ địa cách mạng trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Thì nơi đây là nơi đầu cầu tiếp nhận vũ khí từ Bắc vào Nam. Do đó địch đánh phá càng phá ác liệt, nổi bật nhất là năm 63 trận càn TV1 21 ngày. Có một trái bom đã giết chết một cái hầm là 21 người. Hiện nay là coi như ở xã Thạnh Hải. Cái thứ hai nữa là trận càn 8 ngày năm 1965 còn là Mỹ và chư hầu đã tàn sát biết bao đồng bào ở địa phương. Vấn đề thứ ba nữa là năm 1969 thì biệt kích Mỹ đã đến cái khu vực Khâu Văn và mổ bụng rồi chặt đầu là giết chết khoảng 20 người. Thì đây là một cái vấn đề là hết sức là đau khổ. Còn riêng cái vùng này thì năm 60-61 thì địch nó rải chất độc hóa học để làm như thế nào là coi như hủy diệt cây cỏ không cho tàu miền Bắc tiếp nhận vào là miền Nam. Từ chỗ đó mà hiện nay di chứng chất độc da cam còn để lại trên mảnh đất này rất là nhiều. Hiện nay bên hội nạn nhân chất độc da cam quản lý là 56 người, trong đó có con, có cháu, có những em dị tật bẩm sinh phải nằm la liệt trên giường bệnh không đi được. Đây là một nỗi đau hết sức là không bao giờ bù đắp đổi. Từ chỗ đó mà hàng năm cứ nhân kỷ niệm ngày thảm họa da cam, riêng hội nạn nhân chất độc da cam thì có vận động các mạnh thường quân để cho quà cho các em, để làm như thế nào động viên chơi đi những cái phần đó là khó khăn và đau khổ đó. Thì hôm nay có cái hội từ thiện của thành phố Hồ Chí Minh thì nãy tôi giới thiệu xuống để phát 100 phần quà cho bà con mình, thì cũng mong bà con mình cố gắng vượt qua khó khăn để làm như thế nào để là cố gắng phấn đấu vươn lên để xây dựng kinh tế ngày càng nó phát triển tốt hơn. Thì cuối lời cũng xin chân thành cảm ơn quý nhà tài trợ thành phố Hồ Chí Minh nhiệt tình ủng hộ cho địa phương. Đây là một cái cử chỉ rất là cao đẹp, thì đề nghị nhiệt liệt quan ơn chung. Đại diện sẽ có cái phát biểu ý kiến. Thì thôi bây giờ nhà tài trợ là không phát biểu thì nói chung là cũng báo với bà con ở đây là cũng có cái cầu nối, cũng đặc biệt là có anh Trí, anh là quán hủ tiếu của ấp Đại Thôn, cũng là một cái nhà cầu nối để tôi là tiếp nói với các nhà tài trợ của thành phố Hồ Chí Minh. Thì cũng xin chân thành anh Trí và xin cảm ơn tất cả nhà tài trợ hết á. Lần lượt bà con cứ 10 người đến tôi sẽ nhận phiếu, và có một đồng chí là phát, còn ai mà nhận dùm 2-3 phiếu gì đó thì có người đưa ra ngoài đó để bà con nhận. Bởi vì
theo tôi biết ở đây là nhận thường thường nhận dùm là nhiều bị những người tàn tật đi không được. Dạ đang quay đúng không? Dạ đang quay. Bên này đang trực tiếp nè. Bị rối nữa. Đưa bả cầm. Cho nó bả túi vậy. Bỏ vô túi luôn. Bỏ vô túi. Thôi đi một túi rồi bỏ vô túi luôn. Rồi đi đi đi. Thôi kia đi. Bỏ vào bả để tao.
Dạ phía sau vậy. Ok rồi. Dạ giống vô nước luôn đi. Dạ giống vô. Đúng hiểu chưa? Thank you.